Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để chuẩn bị cho Tam Nhật vượt qua, chúng ta cùng nhau suy niệm những chặng đường mà Chúa Giêsu đi qua trong cái Tam Nhật vượt qua này, và để giúp cho anh chị em chuẩn bị cái tâm hồn xứng đáng đón nhận Chúa Kitô phục sinh trong ngày Chúa Nhật sắp tới. Chúng ta bắt đầu bằng bài suy niệm, bằng bài phúc âm của Thánh Gioan trong bữa tiệc ly. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Judas Iscariot con Simon ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa, người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: Lạy thầy, thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: Việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: Không đời nào thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: Nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với thầy. Phêrô liền thưa: Vậy xin thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: Các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con không? Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thuộc thầy là vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Vì thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như thầy đã làm cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe bài phúc âm của buổi tiệc ly. Trong đó kể lại Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ như là một cái dấu chỉ bày tỏ cái sự thương yêu mà Ngài dành một cách đặc biệt cho các môn đệ của Ngài. Và Ngài nhắn nhủ với các môn đệ: những gì các con thấy ở đây, các con cũng hãy làm cho nhau. Ngày thứ năm tuần thánh, Chúa để lại cái sứ điệp yêu thương. Yêu thương từ việc Ngài để lại mình và máu Ngài trong mình Thánh Chúa, trong Thánh Thể. Yêu thương ở chỗ Ngài thiết lập cái chức linh mục để tiếp tục mang Chúa đến, mang Thánh Thể đến cho mọi người. Không có linh mục, không có Thánh Thể. Và điểm thứ ba, yêu thương qua cái hành động rửa chân cho các môn đệ. Sứ điệp yêu thương là cái sứ điệp không bao giờ cũ, nó luôn luôn mới mẻ, và nó luôn luôn năng động, mang lại cho con người cái niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Chúa Giêsu cũng đã vì yêu thương mà Ngài đã chết trên thập giá, nhưng đã sống lại để mang cho con người cái sự giao hòa với Thiên Chúa Cha mà A-dông và E-va đã làm đổ vỡ. Ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng ta tưởng niệm cái chết đau thương, bất công mà Chúa phải gánh chịu vì cái tội lỗi của mỗi người chúng ta. Không phải tội lỗi của những người thời Chúa Giêsu, mà tội lỗi ngay cả chúng ta và cho đến tận thế.
Chúa gánh hết tội lỗi của chúng ta để Chúa chết và sống lại, mang lại ơn cứu độ cho con người. Và lại tất nhiên, lễ phục sinh, việc Chúa sống lại là cái nền tảng của đức tin của mỗi người chúng ta. Nếu Chúa không sống lại, nói như Thánh Phaolô, đức tin của chúng ta nó vô nghĩa, nó hoang tưởng. Bởi vì sự sống lại đó, nó làm cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa. Chúng ta từ Chúa mà đến trần gian, và chúng ta cũng sẽ trở về với Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày Tam Nhật, những ngày Tam Nhật, chúng ta nhớ lại trong ngày xưa cũng như trong những hoàn cảnh bình thường, chúng ta có tham dự lễ rửa chân, chúng ta có tham dự lễ tiệc ly, chúng ta tham dự đi đàn thánh giá, chúng ta tham dự nghi thức hôn chân Chúa. Nhưng vì cái hoàn cảnh bệnh dịch, chúng ta không thể làm được. Nhưng cái tinh thần đó chúng ta không nên bỏ đi. Chúng ta phải sống cái tinh thần yêu thương của ngày thứ năm, chúng ta sống cái tinh thần hy sinh của ngày thứ sáu trong gia đình của chúng ta, và làm cho gia đình của chúng ta thật sự sống yêu thương nhau. Ngày thứ năm tuần thánh, anh chị em không có tham dự những lễ nghi rửa chân giống như mà chúng ta thường thấy, thường tham dự trong những năm trước. Nhưng mà cái nghi thức rửa chân đó nói lên cái gì? Nói lên cái tình thương giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, và mời gọi các môn đệ hãy yêu thương nhau. Ngày thứ năm tuần thánh, anh chị em không tham dự được, chỉ tham dự livestream, anh chị em phải cùng nhau tham dự cái thánh lễ tiệc ly một cách sốt sắng. Và anh chị, con cái, ông bà, hãy nhìn vào nhau từng thành phần trong gia đình và nói với nhau: xin tha thứ những lỗi lầm đã qua. Và nói với nhau: tôi yêu thương, cha yêu thương, chồng yêu thương, vợ yêu thương cái người mà chúng ta đối diện. Hãy nói lên I love you thật sự, bằng tất cả cái tâm tình của mình, giống như Chúa đã yêu thương chúng ta. Anh tha thứ cho em, xin anh hãy tha thứ cho em. Vợ nói với chồng, chồng nói với vợ: em tha thứ cho anh, I love you. Con cái cũng vậy, ba thương con, mẹ thương con thương ba mẹ. Hãy nói với nhau ít nữa là trong ngày thứ năm tuần thánh này. Chưa bao giờ một cái tình thương nó cần thiết giống như bây giờ. Có thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình, giống như tuần trước chúng ta nghe suy niệm. Có thể ngày hôm nay cũng là cái ngày cuối cùng của người chúng ta đối diện. Hãy nói những lời yêu thương thật sự, hãy tha thứ. Và ngày thứ sáu, chúng ta không có dịp để đi đàn thánh giá về hoàn cảnh. Ông bà, anh chị em trong gia đình, Chúa cho cái điều kiện để chúng ta gặp gỡ nhau đầy đủ trong gia đình. Hãy dùng ít nữa là suy ngẫm về chặng đàn thánh giá. Nếu chúng ta đi được chặng đàn thánh giá của Chúa trong gia đình, chúng ta nên đi. Và ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta có thói quen là đi viếng mình thánh Chúa. Chúng ta thuộc hội đoàn này, hội đoàn kia, cá nhân, chúng ta đi viếng thánh Chúa. Người thì viếng 1 giờ, hội đoàn này viếng 2 giờ. Nhưng mà ít nữa, ngày thứ năm tuần thánh, anh chị em tụ họp với nhau, ngoài nói lên cái chị yêu thương, anh chị em hãy cùng nhau thức với Chúa 1 giờ để cầu nguyện với nhau. Thì đó là cái điều hâm nóng lại cái thói quen cầu nguyện trong gia đình, để anh chị em thấy rằng có cầu nguyện thì cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa thật sự. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin Chúa soi dẫn anh chị em để anh chị em sống 3 ngày Tam Nhật vượt qua một cách ý nghĩa, trong tình yêu thương của Chúa và trong tình yêu thương của mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Cũng xin nhắc lại
là lễ tiệc ly tại giáo xứ của chúng ta OLA vào lúc 7 giờ tối. Ngày thứ sáu tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa vào lúc 3 giờ chiều, nhưng mà 12 giờ thì có đi đàn thánh giá. Và ngày thứ bảy, đêm vòng phục sinh, chúng ta cũng có lễ vọng vào lúc 7 giờ tối. Xin Chúa chúc lành anh chị em và giữ anh chị em luôn sống trong đức tin, trong hy vọng và trong tình thương mến. Amen.